Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa nắm giữ Nguyễn Thanh Tuấn 1978, trú tại Đồng Kinh, Đông Sơn, Thanh Hóa, là đối tượng bị Công an quận Cầu Giấy truy nã về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Trước đó, Công an quận Cầu Giấy thu được thông tin của người dân về việc Tuấn đang trốn truy nã tại phường Ngọc Khánh nhưng không rõ ràng địa chỉ cụ thể, đáng lưu ý khi nói chuyện với đối tượng người dân nghe có nhiều tiếng gà gáy. Nhận thông tin, các mũi trinh sát đã tỏa đi rà soát các khu vực có nuôi gà tre, gà chọi tại phường Ngọc Khánh. Khi đến khu vực nhà trọ ngõ 104 Đào Tấn, phát hiện nhiều điểm nghi ngờ Tuấn đang lẩn trốn tại đây, lực lượng trinh sát đã hóa trang, mật phục nắm giữ.